Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sang mục điểm đơn thư, mục kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục bạn hỏi luật sư trả lời và ông kính công dân. Ở phần bạn hỏi luật sư trả lời hôm nay, chúng tôi tiếp nhận và trả lời câu hỏi của khán giả trực tiếp trên sóng truyền hình thông qua số điện thoại đường dây nóng. Quý khán giả có câu hỏi hay thắc mắc cần luật sư giải đáp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại phía trên góc màn hình. Ngoài ra, nếu có đơn thư phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số 71 hàng trống hoàn kiếm hà nội email hộp thư nhân dân tv a gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756 0946 401 661 thưa quý vị khán giả trong tuần truyền hình nhân dân ban bạn đọc báo nhân dân nhận được 6 đơn thư về lĩnh vực nội chính 10 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và hai đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội cụ thể như sau khán giả trần thị sen lâm đồng trương văn bộ Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hằng, Hà Nội, Mai Thị Hạ, Tuyên Quang, xã viên đội 9, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Lê Văn Tôn, Ninh Bình, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Văn Sĩ, Hà Nội, Phạm Ngọc Tăng, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng đô thị LG, người dân tổ 2, khu 1, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, người dân phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Trá A Lầu, Điện Biên, Lưu Thị Phương Mai, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 8, Báo Nhân dân nhận được công văn trả lời số 875 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhận công văn của Báo Nhân dân, nội dung phản ánh của một số hộ dân trú tại số nhà 8, phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về việc hộ gia đình ông Tuệ xây dựng công trình trái phép nhưng chậm bị xử lý, có dấu hiệu bao che, việc xây dựng ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà không bảo đảm an toàn cháy nổ, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ Thông tư số 05 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn trên đến Ủy ban nhân dân quận Đống Đa thành phố Hà Nội xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tới Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo nhân dân trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Báo nhân dân nhận được văn bản trả lời số 868 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung chính như sau. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của báo nhân dân chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Công Thành và một số hộ dân tại địa chỉ số 8 ngõ 1 đường Âu Cơ phường Quảng An quận Tây Hồ thành phố Hà Nội với nội dung gia đình ông Thành quản lý và sử dụng diện tích 611,6 m2 tại xã Quảng An nay là phường Quảng An từ năm 1986 đến 1994. Năm 2005, bố ông Thành viết giấy chia cho bốn người con có kê khai việc quản lý sử dụng đất với Ủy ban nhân dân phường Quảng An, hàng năm đóng thuế đất đầy đủ theo quy định. Năm 1993, khu đất này được Thủ tướng Chính phủ giao cho công ty liên doanh Việt Nam Malaysia, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và đưa vào sử dụng từ năm 2003. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng của 9 hộ trong dự án chưa được thực hiện. Theo văn bản số 3589 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thì đây là đất thuộc ô quy hoạch 14LX7 có chức năng là đất nhóm nhà ở hiện có. Hiện nay các hộ gia đình vẫn quản lý sử dụng đất có nhà ở ổn định không tranh chấp. Các hộ dân mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất đối với diện tích nêu trên. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn nêu trên đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo Nhân dân nhận được văn bản trả lời số 304 ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung chính như sau: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của báo Nhân dân chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Khởi, địa chỉ đội 9 thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, có nội dung tranh chấp đất đai với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Oanh là hàng xóm. Cụ thể, hộ ông Oanh đã xây dựng móng và tường nhà trên phần diện tích đất của gia đình ông Khởi đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2011 căn cứ quy định của luật đất đai năm 2013, đơn của ông Khởi thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, đề nghị ông Khởi gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện Thanh Trì để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay Chúng ta cùng gặp lại luật sư Lê Ngọc Sơn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc hiếu nại của quý khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. Vâng, chào MC Hoàng Hà, chào quý vị khán giả truyền hình nhân dân. Thưa luật sư, trong thời gian chờ đợi câu hỏi của khán giả, xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả có địa chỉ email là thu thảo 87a.gmail.com. Nội dung câu hỏi như sau. Tôi đã ly hôn được hơn một năm, con tôi năm nay 5 tuổi, tôi là người nuôi dưỡng, Xin hỏi tôi có thể đổi họ cho con sang họ của tôi mà không cần chồng cũ đồng ý được không? Xin mời luật sư. Vâng, đối với trường hợp của bạn, tôi xin tư vấn như sau. À, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi họ thì à, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại à khoản 2, điều này cũng quy định việc thay đổi họ cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Và tại khoản 3 thì điều này cũng quy định việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. Ngoài ra, theo khoản 1 điều 26 của Luật hộ tịch năm 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung giấy khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự, khoản 1 điều 7 nghị định số 123 năm 2015 quy định uh, chi tiết thi một số biện pháp thi hành luật hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi cải chính hộ tịch như sau. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai. Đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó. Như vậy, bạn có thể yêu cầu thay đổi họ cho con của bạn việc thay đổi cho con của bạn về cần có sự đồng ý của cả cha và mẹ nên dù vợ chồng bạn đã ly hôn bạn là người trực tiếp nuôi con thì bạn khi thay đổi họ cho con vẫn cần sự đồng ý của cha cháu theo các quyết định nêu trên thưa luật sư tiếp theo xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả vũ thị thúy ở hải dương câu hỏi như sau em học và thuê trọ ở hà nội chủ nhà trọ chỗ em ra điều kiện giữ căn cứ công dân với lý do muốn nắm đằng chui tránh bọn em lừa đảo trộm cắp bùng tiền nhà luật sư cho em hỏi việc giữ giấy tờ tùy thân như vậy có đúng không à, vâng, theo quy định tại khoản 2 điều 28 luật căn cước công dân năm 2014 và khoản 2 điều 19 nghị định số 137 năm 2015 thì chỉ có thủ trưởng cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mới có quyền quyết định việc tạm giữ thẻ căn cước công dân trong các trường hợp người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị tạm giữ, tạm giam chấp hành án phạt tù theo quy định trên thì chỉ những cơ quan cá nhân có thẩm quyền mới được tạm giữ thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Như vậy, chủ nhà trọ của bạn đòi giữ căn cước công dân mà bạn không đồng ý thì là hành vi vi phạm pháp luật. Còn theo khoản 2 điều 10 nghị định số 144 năm 2021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì hành vi chiếm đoạt sử dụng chứng minh thư, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân của người khác sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Điều 69 nghị định số 144 năm 2021 cho phép thẩm quyền xử phạt thuộc về công an cấp xã. Do đó, bạn cần yêu cầu chủ nhà trao lại giấy tờ. Nếu không được, bạn hoàn toàn có thể đến công an xã phường nơi đang sinh sống để trình báo và đề nghị các cơ quan công an yêu cầu chủ nhà trọ phải trả lại căn cước công dân cho bạn. Vâng thưa luật sư. À, tiếp theo xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Đỗ Văn Khang ở Lào Cai. Câu hỏi như sau: tôi chuyển 12,7 triệu đồng cho bạn cùng ngân hàng nhưng nhầm số tài khoản. Mà giờ ngân hàng bảo không liên hệ được số điện thoại của chủ tài khoản mà tôi chuyển nhầm. Tôi xin hỏi có cách nào để lấy lại tiền không khi ngân hàng báo không liên hệ được? Xin mời luật sư giải đáp nếu như vậy thì sau khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản cùng ngân hàng bạn nên liên hệ ngay với ngân hàng để xác minh việc giao dịch nhầm lẫn à, ngân hàng sẽ giả soát kiểm tra giao dịch đã phát sinh trên nếu xác nhận được thông tin giao dịch của bạn là nhầm lẫn thì ngân hàng sẽ liên hệ với đại diện chi nhánh quản lý tài khoản mà bạn đã chuyển tiền nhầm và yêu cầu họ chuyển hoàn lại à, nếu tài khoản thụ hưởng mà bạn đã chuyển nhầm vẫn còn đủ số dư khả dụng thì tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn còn trong trường hợp người được chuyển nhầm đã rút hết tiền và cố ý không hoàn trả hoặc không còn khả năng hoàn trả thì phía ngân hàng buộc phải liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng như là tòa án, công an để thu thu hồi lại số tiền. Trong trường hợp của bạn nếu ngân hàng không liên hệ được với người nhận qua số điện thoại thì bạn có thể yêu cầu ngân hàng liên hệ qua địa chỉ hoặc thông báo qua tài khoản banking nếu có. Nếu người nhận cố ý không hoàn trả hoặc không còn khả năng hoàn trả thì bạn có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin cá nhân của người nhận để khởi kiện, đòi lại tiền hoặc làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an để tiến hành điều tra. Việc người nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả hoặc không còn khả năng hoàn trả thì có dấu hiệu vi của hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép. Sẽ bị xem xét xử phạt hành chính theo điều 15, vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân khác theo nghị định 144 năm 2021 hoặc áp dụng biện pháp hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản của người khác theo Điều 176 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Theo đó thì người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến dưới 50 triệu đồng cùng với đó là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. À, nếu sau khi điều tra có dấu hiệu người này đã sử dụng hết số tiền mà bạn đã chuyển nhầm thì sẽ xem xét thêm tội sử dụng trái phép tài sản của người khác quy định tại Điều 177 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Cảm ơn luật sư đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau. Phần cuối của chương trình hộp thư truyền hình xin mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục ống kính công dân. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị gửi về địa chỉ email hộp thư nhân dân tv a gmail com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 0946 401 661. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Dù nằm ngay ở những vị trí đẹp ở khu du lịch biển Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhưng nhiều công trình nhà hàng khách sạn lại trở thành hoang phế nhiều năm. Mỹ Khê là khu du lịch nổi tiếng đẹp ở Quảng Ngãi, vì thế không có gì khó hiểu khi hàng loạt dự án công trình du lịch dịch vụ được đầu tư vào đây. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng góp phần làm đẹp, thúc đẩy du lịch phát triển, thì sau một thời gian thi công do nhiều nguyên nhân, nên hàng loạt công trình khách sạn nhà hàng này vẫn trong tình trạng nham nhở, dở dang, làm xấu đi mỹ quan của khu du lịch này. Người dân cho biết, còn nhiều dự án được đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ nhưng không triển khai hoặc triển khai quá chậm gây lãng phí tài nguyên đề nghị tỉnh quảng ngãi nhanh chóng có chủ trương thu hồi dự án kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án để trả lại mỹ quan và tránh lãng phí nguồn lực đất đai ở khu vực này Tuyến đường tỉnh lộ 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là tuyến đường huyết mạch trong lưu thông phát triển kinh tế xã hội của hàng vạn người dân sống tại các xã Yên Dưỡng, Văn Khúc, Yên Xá. Tuy nhiên, qua sử dụng nhiều năm, đến nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tuyến đường dài khoảng 8 km, lớp nhựa đường cũ đã bị bong chóc, trơ trọi đá tạo nên nhiều ổ gà, ổ voi và các vết sói mòn lớn người dân di chuyển trên quãng đường này gặp rất nhiều khó khăn người dân thực sự mong mỏi tuyến đường huyết mạch này sớm được các cấp chính quyền địa phương của tỉnh phú thọ đầu tư nâng cấp sửa chữa để người dân không phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy và giảm thiểu các nguy cơ tai nạn giao thông khi lưu thông trên con đường này